Dương, ngươi tìm tôi để có quen biết với Dương Lan hay không? Có quen. Quen mà này nói là không quen à? Đừng có biết hay không, hắn tính là đại tướng quân cho Tam Phong. Hắn đánh chiếm Phế Khâu là chuyện vô cùng quan trọng, đừng có biết không? Đệ Dương, đệ không muốn nghe lời hắn, đệ không phục hắn. Không phục cái gì? Cái gì mà không phục hả? Tên này, ta nói cho đệ biết, không cần biết đệ phục hay không. Nếu đệ làm lỡ mất thời cơ của ta, ta sẽ lấy đầu của đệ đó. Đi, đi gặp Dương Lan đi. Dạ.